Video này chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật là refinish ở trong Photoshop để chúng ta tiến hành tách nền cho một số cái hình ảnh nó có chi tiết đường viền đối tượng nó phức tạp, giống như cái kết quả mà chúng ta thực hiện tách nền để mà tách cái đối tượng này ra bên khỏi nền đó. Thì ban đầu đây là cái ảnh gốc của nó. Đấy, các chị xem này, cái chi tiết cái đường viền này nè, nó có khá nhiều cái màu sắc, những cái bezel này nó nhiều màu sắc. Và trong quá trình tách, nếu như chúng ta sử dụng những cái công cụ giống như là bộ công cụ lasso tool, lasso hoặc là công cụ marquee tool hoặc là công cụ pen để chúng ta tiến hành tách hình, tách nền, thì chúng ta làm nó không có triệt để. Và trong những trường hợp như này, những cái chi tiết bên dưới này, những chi tiết này có cái độ thẳng, thì chúng ta có thể sử dụng công cụ pen để chúng ta làm việc, thì cái độ nét của nó rất là tốt. Nhưng ở những khu vực này, anh chị thấy là những cái cộng lông của cái con vật này nó đang là chỉ ra bên ngoài và nó có nhiều màu khác nhau. Nó tóm lại là cái đường biên của đối tượng nè, cái đường viền, cái cạnh của đối tượng đó, nó rất là phức tạp, nhiều màu, bị sâu nó nhiều màu. Nên là ta cái để mà tách nó hiệu quả thì ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật khác, đó là kỹ thuật là refinish ở trong cái Photoshop để tiến hành. Thì đây là cái hình gốc ban đầu. Sau khi mà tách rồi thì chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Đấy, bây giờ chúng ta thêm cái màu nền vô để anh chị xem. Nói tóm lại thì ta không thể mà giữ lại hoàn toàn 100% những cái nét của đối tượng. Tuy nhiên mình làm thế nào cho nó hiệu quả nhất phụ thuộc vào cái thao tác và cái kỹ năng sử dụng của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ảnh gốc để bắt đầu làm lại từ đầu nha. Tôi sẽ vào menu file, chọn Open để ta mở cái file ảnh gốc này ra. Ok, bây giờ là mình sẽ cấp cái hình này cho nó gọn gàng lại một xíu. Ta vào menu image và ta chọn là ta chọn cái vùng chọn trước đã. Ok, vậy đi. Và vào menu mà ta sẽ chọn là crop để chúng ta xén cái hình này cho nó gọn gàng lại. Ok anh chị. Và bây giờ ta sẽ chuyển cái file ảnh nền background này thành file thông thường. Bằng cái thao tác là chúng ta double click chuột lên cái background này, cái tên file này, lên cái tên lớp này và nhấn ok. Đấy. Rồi, bây giờ mình nhấn Ctrl J hoặc là mình sẽ kéo cái lớp layer 0 này đặt vào biểu tượng để nhân đôi lớp. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái lớp này và tắt mắt lớp này để xí nữa chúng ta mở, chúng ta tham khảo cái quá trình mà xử lý của mình so với cái ảnh gốc như thế nào. Ok, rồi bây giờ cái hình này nè, anh chị có thể mở sang, mở qua mở lại để chúng ta xem cái thao tác làm của mình nó so với cái file gốc của tôi như thế nào đó, anh chị có thể đối chiếu. Rồi bây giờ chúng ta là vậy, đối với cái hình này á, mình sẽ sử dụng nhanh cái công cụ này. Sử dụng nhanh công cụ này, lớn một xíu đi, sử dụng nhanh công cụ này. Đây, ta kéo, ta xác lập cái vùng tròn ha, xác lập cái vùng tròn này. Ta chỉ lấy cái phần là cái đối tượng này thôi, cái con hổ này thôi. Ok, rồi sau khi mà chúng ta khanh vùng tròn rồi là mình đảo ngược cái vùng tròn. Chúng ta vào select nè, ta đảo ngược nè. Ok cho mọi người, và ta nhấn delete, mình xóa cái phần ngoài đi, được chưa? Và mình đảo ngược lại thì chúng ta sẽ sử dụng cái, ta có thể sử dụng phím tắt là Shift F7 để chúng ta đảo ngược cái vùng chọn. Và bây giờ mình chuyển cái dữ liệu vùng chọn này lên trên một lớp riêng thì chúng ta nhấn Ctrl J, bây giờ không còn chuyển nữa ha. Bây giờ là chúng ta bỏ cái vùng chọn thì chúng ta chọn Select và vậy ta chọn Deselect. Rồi ok chưa? Đấy mọi người xem nè, ta nhấn Ctrl cộng dấu cộng ta phóng lớn, rồi là Ctrl dấu trừ chúng ta thu nhỏ. Đấy, cái màn hình để chúng ta quan sát đối tượng. Bây giờ chúng ta sử dụng nè, cái nét như này là mình sử dụng công cụ pen để mình tách ha. Cái nét như này là sử dụng công cụ pen để tách. Còn cái chi tiết mà nó khá phức tạp, cái bezel nó có nhiều màu, thì chúng ta sử dụng cái kỹ thuật mà tôi vừa nói từ lúc nãy là kỹ thuật là refinish, thì xíu nữa là mình sẽ sử dụng sau nha. Bây giờ là mình sử dụng công cụ pen như thế này nè, pen tool. Nhớ ở đây là chúng ta chọn path để chúng ta tạo ra cái đường dẫn. Ok chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành là gì, ta tách những cái chi tiết này, phóng chuột lớn lên nha. Đây, công cụ pen là chúng ta gì, chỉ cần xác định những điểm neo, và khi chọn, khi xác định cái điểm neo thứ hai thì chúng ta giữ chuột trái, ta kéo rê để định hình cho cái đường cong nó đi theo cái mép của đối tượng, thả chuột ra và cứ như vậy chúng ta xác lập các cái điểm neo trên cái đường viền của đối tượng. Ta phóng lớn cái màn hình lên để chúng ta thấy được những cái ô này nè, những ô này chính là những cái bezel của nó đó, để chúng ta làm việc cho nó chính xác nha. Rồi cái thao tác này thì mọi người nhớ là chúng ta làm thì ban đầu nếu như là chúng ta chưa sử dụng nhiều công cụ pen thì nó hơi ngượng cái tay, và để tách những cái chi tiết thẳng cái này thì anh chị lưu ý là
cần phải sử dụng công cụ bàn để cái chi tiết nó rõ nét. Đấy. Ok mọi người. Rồi. Rồi ta tách tới cái khu vực mà có những cái lông nó đưa ra bên ngoài á, hiện ta dừng cái việc tách bằng công cụ bend lại nha mọi người, nhớ như vậy. Và bây giờ ta sẽ di chuyển cái công cụ nè, di chuyển ra bên ngoài nè. Đấy, ok cho mọi người. Và chúng ta vậy, ta khép cái đường dẫn và ta chuyển cái đường dẫn thành cái vòng tròn bằng cái thao tác là nhấn phím Ctrl cộng phím Enter. Ok chưa, Ctrl cộng Enter. Đấy. Và bây giờ chúng ta có thể là gì, Shift F6 hoặc là chúng ta vào Select nè, ta chọn là Feather Modify Feather hoặc là Shift F6, ta làm mềm một xíu. Ở đây tôi làm mềm với giá trị nhỏ nhất là 0.2 và nhấn OK. Trước khi ta nhấn phím Delete để chúng ta xóa, bây giờ mình nhấn Delete để mình xóa cái vùng chọn đi. Ok, như vậy là cái vùng này là chúng ta đang xóa bằng công cụ Bend ha. À, cái việc mà xóa nó chi tiết mà nó hiệu quả, nó giống như thật thì cái thông qua cái tùy thuộc vào cái kỹ năng mà sử dụng cái công cụ của anh chị. Rồi bây giờ là về cái phần ở trên thì mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật refine để chúng ta remove cái phần đèn này. Ok nha mọi người. Thì trước khi làm mà sử dụng cái kỹ thuật mà tôi vừa nói á, thì chúng ta sẽ làm cái việc này. mình sẽ thêm một lớp mới, không, ta sử dụng cái công cụ là lasso tool đi. Ta kéo từ đây nè, ta kéo nó xung quanh cái đối tượng này nè. Ok chưa, cái xung quanh đối tượng này. Đấy, tới đây nha. Ok rồi, cái phần này thì chúng ta sẽ gì, ta nhấn là shift F6, ta làm mềm một xíu khoảng 2-3 gì pixel đấy. Rồi bây giờ là 2-3 pixel ta, bây giờ là ta sau khi mà ta xác lập cái vùng chọn và ta sẽ làm mềm, nhấn shift F6 làm mềm nó khoảng chừng là 2-3 pixel. Rồi ta nhấn OK. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển nó lên một lớp riêng, cạnh tranh riêng ha. Và chúng ta sẽ sử dụng cái filter này, ta sử dụng cái bộ lọc là blur và gaussian, gaussian blur. Trước tiên là chúng ta phải tô cái màu của nó hả, cho nó màu đen. Bây giờ tôi nhấn phím D để xác lập cái màu tiền cảnh màu đen, và mình khóa độ trong suốt của cái lớp này này. Cái này là tôi sẽ đặt tên nó là bóng đổ này. Đấy, bóng đổ. Ok rồi, mình khóa cái độ trong suốt để khi mà tô màu cho cái bóng đổ này thì nó sẽ không tô màu ra cái phần không có chứa dữ liệu. Nhấn on backspace là chúng ta tô màu và ta đưa nó xuống dưới cái lớp layer không á. Ok, ta nhấn phím này, ta nhấn cái phím mũi tên này, ta chọn công cụ là công cụ move, là ta nhấn phím mũi tên để dời cái đối tượng mà mình vừa tô màu đen. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái filter chọn là blur gaussian blur để chúng ta làm nhỏ cái đối tượng này. Nhưng mà trước khi mà sử dụng cái này thì mình phải bỏ cái việc mà khóa cái độ trong suốt đi, chứ không là chúng ta sử dụng cái bộ hiệu ứng này là nó sẽ không có cái tác dụng gì hết, không thấy được. Chúng ta nhìn ở đây là chúng ta đang làm nhòa. Ok chưa? Đấy, làm nhòa này. Đấy, vừa thôi, đúng không? Nhấn OK. Bây giờ là mình tạo nên một cái lớp hoàn toàn mới ha. Đưa nó xuống dưới nè. Cái này là cái gì? Lớp nền mới nè. Cái này là nền mới để chúng ta lót cho nó một cái lớp nền. Ok, ta copy cái màu này là màu này đi ha, màu tươi hơn một xíu, màu tươi này này. Rồi bây giờ chúng ta nhấn là on backspace để tô này. Đấy, để tô cho nó một cái màu nền và giảm cái opacity của cái lớp bóng đổ lại một xíu. Đấy, vậy được chưa mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm việc với thằng này. Đấy, tôi sẽ vậy chọn cái lớp mà cần xử lý đó, tôi khoanh vùng một lần nữa. Ok, đưa ra ngoài, ta đang sử dụng công cụ lasso tool và nhấn phím delete bỏ đi. Bây giờ chúng ta sẽ khoanh vùng nè, khoanh vùng nè, sử dụng công cụ được khoanh thế này nè, khoanh map đối tượng đó, tạo cái vùng tròn ở map đối tượng nè. Ta giữ phím cách
để chúng ta có thể thực hiện cái thao tác mà di chuyển cái màn hình, giúp quan sát những cái phần nó bị khuất. Những cái thao tác cơ bản đó có lẽ là anh chị đã nắm bắt được rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ và di chuyển nó ở trên map đối tượng. Rồi, như thế này ra này đúng không? Và đưa ra ngoài như thế này này. Ok. Được chưa mọi người? Được chưa? Rồi, bây giờ mọi người xem này nha. Thì chúng ta sẽ xử lý cái phần này là phần không phải là cái phần mà mình tiến hành mà dò map đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đảo ngược lại. Đảo ngược lại. Chúng ta vào cái thao tác là select nè. Và chúng ta chọn là gì? Invert, đảo ngược lại nè. Có nghĩa là cái phần mà tôi cần xử lý là cái phần này nè. À, cái phần mà chứa đối tượng nè. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng cái kỹ thuật là refine để chúng ta là dò nè, dò theo cái biên này nè. Dò theo cái biên này nè. Đấy, ok chưa anh chị? Rồi bây giờ mình chọn vào select and mask, vùng chọn và mặt nạ này, ta chọn ở đây. Đấy, khi ta chọn vào thì chúng ta thấy cái như thế này anh chị nè, như thế này nha. Đây là những cái phần mà trong lần sử dụng trước đối với cái hộp thoại refinet này, trong lần sử dụng trước là tôi đánh dấu vào remember setting, cho nên là sẽ nhớ lại những cái thông số mà mình đã làm trước đó. Ok chưa? Rồi bây giờ mình tắt đây. Cái này gì xem thử là ok. Bây giờ sau khi làm rồi thì bây giờ mình chọn vào đây đúng không? Rồi chúng ta sẽ bỏ cái giá trị này đi hay để nó không có nhớ. Còn nếu như mà anh chị đánh dấu vào cái biểu tượng là hợp kiểm là remember này thì những cái thao tác mình thực hiện nó sẽ lưu lại cho cái lần sử dụng cái lệnh này lần sau. Ok, bây giờ ví dụ như là chúng ta trở lại nè, ta quay lại những cái giá trị ban đầu á, thì anh chị nè, như ban đầu là chưa xử lý, chưa sử dụng cái lệnh này á, thì chúng ta chọn vào cái chức năng là gì nè, là undo nè, là reset lại những cái tùy chọn mà mình đã sử dụng trước đó. Thì bây giờ anh chị sẽ không nhìn thấy gì hết đúng không? Bây giờ bắt đầu mình hiệu chỉnh lại nè, thì chúng ta nhớ là ta sẽ thay đổi cái tùy chọn radius đầu tiên nè, ở trong cái mục là ở trong cái phần là add detection này nè. Là cái phần này là dò theo cái biên đó anh chị nè, cái này là dò theo cái biên nha, là dò theo cái biên đối tượng nè, để mà phát hiện cái cạnh của nó, cái cạnh của đối tượng mà mình sẽ lấy lại một số chi tiết á. Bây giờ chúng ta có thể đánh dấu vào smart radius hoặc là không, để từ cái việc đánh dấu này là khoan đã ha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu là mình kéo cái radius lên đấy, để mình xem thế nào, rồi bắt đầu mình đánh dấu vô để mình xem cái thay đổi của nó đó. Đấy, ok rồi mình đã kéo lên trên nha. Thì bây giờ ta nhấn Ctrl dấu cộng để phóng lớn cái chi tiết lên để chúng ta xem tụi nó. Ok chưa? Rồi, và ta còn phải là thay đổi cái Shift S này nè. Shift S này để chúng ta có thể là xem được là cái việc mà mình chúng ta lấy nhiều hoặc ít những cái chi tiết, tức là dò cái phạm vi dò, cái phạm vi anh chị dò ra bên ngoài á, nhiều hoặc ít để chúng ta lấy chi tiết, cái phần chi tiết của đối tượng là nhiều hoặc ít, anh chị hình dung chưa? Và kèm theo là chúng ta thay đổi cái contrast này. Đấy. Rồi là thay đổi cái độ tương phản á. Đấy. Độ tương phản này thì nó sẽ xác định cái việc là xác định cái độ sai khác về màu sắc để nó tiến hành dò cái biên. Còn smooth này là tạo cho cái cạnh nó mềm mại. Đấy. Rồi. Thì bây giờ là những cái tùy chọn này chúng ta tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta xử lý thì anh chị thấy nó sẽ thay đổi, đúng chưa? Nói chung là ban đầu thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái radius này, anh chị hình dung chưa, cái radius này, điều chỉnh cái radius này. Đấy. Và sau đó chúng ta tiến hành điều chỉnh cái gì nữa, điều chỉnh cái shift S. Đấy, để chúng ta xem thử kết quả ban đầu nó như thế nào. Bây giờ nó nếu chưa ok thì chúng ta sẽ reset lại và bắt đầu tiến hành làm lại lần nữa. Ok cho anh chị nè, tiến hành làm lại. Ví dụ như đây ta kéo nè, rồi bây giờ là vậy, kéo với shift S lên đó, tiến hành làm lại. Ok cho mọi người đó, cứ như vậy là chúng ta sẽ kéo. Rồi bây giờ muốn lấy lại cái chi tiết thì chúng ta có công cụ nè, nè refine này, để chúng ta lấy lại chi tiết, ta kéo theo cái đường viền này để chúng ta xem lại, lấy lại cái chi tiết đó. Ok chưa? Rồi ok cho mọi người. Đấy, thay đổi cái này thôi. Ok không? Rồi, bây giờ là cái Shift S này ta kéo.
kéo đã lãi nhiều hoặc ít. Đồng ý không nè? Rồi, nếu như mà chúng ta đồng ý với cái phần này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành. Nè, bây giờ ta tiến hành nè, ta xuất file nè. Ở đây nó có cái phần là loại bỏ những cái màu tạp khi mà chúng ta chọn cái chức năng là output tool, có nghĩa là gì? Sau khi mà dò theo biên rồi á thì chúng ta sẽ chọn cái đầu ra của nó. Ở đây tôi sẽ mặc định thường thường, tôi chọn là new layer with layer mask, có nghĩa là gì? Tạo ra một cái layer mới với một cái mặt nạ lớp nữa, để chúng ta sẽ làm cái bước sau là mình điều chỉnh lại cái hiệu quả mà mình đã xử lý. Thì cái này là tôi hay thường sử dụng, và tôi chọn ở đây đánh dấu vào hộp kiểm này để chúng ta xem cái việc loại bỏ nó có hiệu quả rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cấp giữ nguyên, không đánh dấu vào. Tức là khi mà đánh dấu vào cái hộp kiểm này thì nó cho phép chúng ta là loại bỏ những cái màu tạp ở trên cái biên mà khi chúng ta tách. Mình nhấn OK nè, OK nè. Như vậy sau khi nhấn OK rồi thì chúng ta là xem lại một lần nữa là gì, cái kết quả mà chúng ta đã thực hiện là dò theo cái cạnh biên đấy, bằng cái kỹ thuật là refine. OK, bây giờ chúng ta chọn cái mặt nạ lớp. Anh chị thấy cái mặt nạ lớp này không? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nè, sử dụng cái công cụ là cái công cụ brush này nè. Nhưng nhớ khi mà sử dụng công cụ này thì chúng ta chọn cái loại cọ ở trong cái Photoshop 2020 thì chúng ta chọn cái cọ là general brush này. À, cái loại cọ mà shop round, tức cái đường viền của nó mềm á. OK anh chị nè, nhưng mà nhớ là gì, cái loại cọ này á anh chị chọn những loại cọ mà có cái độ nhiễu này rồi nha. Bây giờ anh nhấn phím F5 đi, nhấn phím F5 này đấy. Cái cọ này anh đánh dấu vào cái noi để thêm cái độ nhiễu và thêm cái góc nghiêng của nó nữa đấy. Cái góc nghiêng này, góc nghiêng này, những cái hạt chấm chấm này, này nó nghiêng một góc là -30 độ này, theo cái hướng mũi tên này. OK rồi nha, để khi mà chúng ta xóa những cái chi tiết không mong muốn ở trên cái lớp mà mình đã xác định cái biên rồi á thì nó giữ lại cái chi tiết góc nhiều hơn. OK nha anh chị nha, chứ đừng có là đừng có chọn cái đầu cọ mà nó không có cái độ nhiễu đấy, cái hạt chấm chấm thế này nè anh chị nhớ nha. Đừng có chọn những cái cọ bình thường giống như cái mẫu này là không được rồi nè. Ta chọn những cái mẫu nào mà nó có cái độ chấm chấm như vậy đó. Bây giờ mình tô màu đen thì mình đã xóa đi những cái đối tượng mà không mong muốn. Đấy, bây giờ mình tô là màu đen này. Khi mà cái hiệu quả của nó là phụ thuộc vào opacity ở đây, tôi nhấn số 8, tức là opacity, cái độ đậm đặc của cái đầu cọ này, ta kéo này. OK chưa? Mình sẽ kéo trên cái đối tượng này để chúng ta xác định. Đấy, kéo thêm này. Phóng lớn cái hình lên. Và nhớ là gì, ta nhấn cành ngoặc vuông bên trái để chúng ta thu nhỏ lại, ta kéo này. OK chưa? Và cái giá trị opacity ta phải thay đổi thường xuyên nha. OK. Ta nhấn là số 5. Đưa vô bên trong này đấy. OK. Ta cần chi tiết á, ta cần làm chi tiết, ta cần mà làm chậm mà chi tiết á thì nó sẽ giữ lại được nhiều cái chi tiết góc hơn. Đấy. Còn nếu anh chị mà xử lý nhanh thì nó sẽ làm mất đi những cái chi tiết góc. Đấy. OK. Thì cách làm là chỉ là vậy thôi nha. OK. Đấy. Khi mà đi thì khi mà giấu những cái chi tiết mà không mong muốn á ở bên trong đối tượng thì ta nên là điều chỉnh cái đầu cọ nó nhỏ lại một xíu. Và cái opacity này, này nhớ nè, với một cái giá trị nhỏ để chúng ta dễ kiểm soát nó. Nếu như anh chị để cái giá trị opacity mà cao quá thì trong quá trình xử lý thì mình sẽ không nhìn không giống như thật. OK rồi, mình xử lý bên trong trước. À, anh chị kéo nè. OK nha. Đấy, kéo này. Rồi cái phần bên ngoài đâu đi thì chúng ta sẽ xử lý sau. Nhớ là khi mà kéo cung trỏ chuột này thì ta sẽ kéo theo hướng mắc cấp dữ liệu nha. Theo hướng của dữ liệu, chứ đừng có kéo ngược lại là nó sẽ hư hình đấy. Rồi. OK. OK, bây giờ là cũng lớn cái đầu cọ lên và chúng ta xóa nè. Nhấn số 9 nè. Đấy, xóa nè. Nhấn cọ lớn lên. Anh chị hình dung chưa? Đấy, ta xóa vậy đó. Những cái đối tượng mà chi tiết còn phức tạp thì chúng ta phải làm chậm cái thao tác mình lại một xíu. Đấy. OK. Chỗ này là anh chị phải nhớ cho mình là chúng ta phải chọn cái loại cọ đó. Loại cọ cho nó hiệu quả. Ta chọn sai là chúng ta làm nó không có hiệu quả.
nhỏ lại một xíu để chúng ta nhìn cho nó tổng thể hơn. Nếu thao tác làm bị lỗi thì chúng ta nhấn Ctrl Z để undo lại nha mọi người. Đấy, cái thao tác này làm chị biết rồi đó. Đấy. Rồi, như vậy là tạm ổn rồi đúng không? Tạm ổn rồi đó. Đấy, anh chị thấy chưa? Nhưng mà giờ chúng ta không phải là dừng ở đây đâu, ta tắt cái này đi. Ta không phải dừng ở đây đâu. Nếu như sau khi mà sử dụng cái mặt nạ lớp layer mask này mà chúng ta đã điều chỉnh lại cái thao tác làm của mình nó hợp lý rồi, chúng ta kích chuột phải lên cái layer mask này. Ta chọn là apply này, layer mask này, đấy, để nó trộn với cái layer chính lại thành một lớp, ok, lớp này nè, được cho mọi người. Rồi bây giờ thì ta nhân đôi hai lớp lên nha, nhân đôi hai lớp nè, cái lớp phía trên đó, cái lớp phía trên này, lớp phía dưới nè, ta sử dụng cái chế độ hoạt động màu là multiply để nó trộn xuống dưới này một xíu nè, đây, thấy giờ mọi người, và ta có thể điều chỉnh cái mức độ hòa trộn của lớp này, này. Đây, ok chưa? Bây giờ ta mở cái lớp trên lên, ta sử dụng cái mặt nạ lớp, áp dụng cái mặt nạ lớp cho cái lớp trên này nè. À, ta áp dụng mặt nạ lớp này, lớp trên này. Bây giờ sử dụng lại cái công cụ là cái công cụ brush khi nãy á, ok nha mọi người. Và ta để cái opacity khoảng chừng nhấn số 4 này khoảng 40% này. Ta đi sơ cái nét này để bên trên nó hòa trộn xuống dưới một xíu, cho nhìn tổng thể bên ngoài vô nó giống lên. Đó, anh chị xem nè, thấy chưa? Đấy, có nghĩa là khi tô màu đen lên cái mặt nạ này nè, layer mask này, thì mình sẽ nhìn thấy được cái phần hòa trộn của cái lớp bên dưới này. Ok nè, cái lớp bên dưới nó hòa trộn nè. Này, ta làm cái thao tác, ta phải làm cái thao tác này. Đấy, đẹp đó, đẹp. Rồi để nó dễ kiểm soát thì cái này là mình cho nó nhỏ lại 20-30% gì nữa. Anh chị thấy không nè, cũng nhớ là sử dụng cái đầu cọ mà giống như tôi nói anh chị đó. Đó, ok, cho cái đường biên này, cái màu sắc của nó trộn với cái màu nền một xíu, nhìn cho nó thật. Anh chị hình dung chưa? Kể cả những cái đối tượng này, những cái đường này, này. Đây là một cái kỹ thuật đó. Và chúng ta xử lý trên hình thì nó nhìn rất hiệu quả. Đây, bây giờ chúng ta nhìn sơ qua. Đấy, anh chị thấy không nè? Ok nha. Rồi, kéo sơ qua. Như thế, thấy thế nào? Như vậy là chúng ta thấy là sau khi mà thêm một cái lớp mà sử dụng cái chế độ hòa trộn màu là multiply này, và ta phải điều chỉnh nó, cái opacity này nó hợp lý nha, tùy theo ngữ cảnh, cái hình mà mình xử lý đó. Và cái lớp ở trên ta phải thêm mặt nạ lớp. Sau khi làm rồi, ta tắt mấy cái này đi. Ok, ta đặt cái con đỏ lên cái lớp trên cùng á. Ta nhấn tổ hợp phím là Ctrl On Shift on E, Ctrl Shift on E để tạo ra một cái lớp nữa. Ok nha, anh chị thấy nè. Bây giờ mình tắt hết mất lớp nè. Đây là nó tạo ra một cái lớp mới, là nó dựa vào những cái thao tác mà xử lý bên dưới, nó tạo ra một cái lớp hoàn toàn mới đặt lên phía trên đó. Và cái lớp này bây giờ mình cho cái hình nó sáng lên thì chúng ta có thể là nè, ta chọn vào lớp này nè, ta sử dụng cái chế độ hòa trộn màu nè, bớt off đi. Rồi, ta điều chỉnh này làm xíu. Anh chị hình dung chưa? Đấy, thì cái kết quả của nó sẽ khác đi. Đấy, anh chị hình dung nè, cái này là mình làm thêm thôi. Như vậy là thông qua cái video này thì mình đã có thêm một cái sự lựa chọn để chúng ta remove cái nền của nó. Này, chúng ta bật cái này lên, tắt này đi, để chúng ta xem cái cách mình ta thực hiện. Anh chị thấy không nè, này, thêm một sự lựa chọn để chúng ta remove nền của cái một cái hình ảnh mà có cái đường viền nhiều màu sắc, nó nhiều cái màu tạp mà chúng ta không thể mà sử dụng một số công cụ mà tạo vòng tròn thông thường để mà tắt nền được. Đấy, hy vọng là qua clip ngắn này sẽ giúp ích được anh chị trong cái công việc mà chúng ta loại bỏ nền. Chào anh chị và hẹn gặp lại ở cái video sau. Bây giờ đối với cái việc mà ông đã tách nền rồi thì mình sẽ lưu, muốn sử dụng cái hình ảnh này cho lần sau là mình sẽ lưu lại với cái dạng file là PNG, thì anh chị vào menu file và chọn Save As. Sau đó chúng ta sẽ gì, ở đây chúng ta đặt tên và chúng ta chọn là gì, ta chọn cái độ cái kiểu tập tin là PNG. Đấy, và chúng ta lưu lại thôi. Giả sử là lưu chậm lại cái file này luôn ha. Đấy, anh chị xem. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc video này ở đây. Chào mọi người.